Về nội dung thứ ba là ý kiến của đại biểu Đặng Mỹ Hương và đại biểu Trương Trung Nghĩa về quy hoạch địa điểm xây dựng điện hạt nhân Ninh Thuận. Thì chúng ta đều biết rằng là cấp có thẩm quyền đã cho chủ trương và Quốc hội chúng ta cũng đã biểu quyết là cái nghị quyết về tạm dừng xây dựng điện hạt nhân Ninh Thuận. Như vậy là nghị quyết của chúng ta là tạm dừng chứ không phải là hủy bỏ. Cho nên về nguyên tắc là không có cơ sở để bỏ cái quy hoạch điểm hạt nhân. Mặt khác, địa điểm này thì đã được các đối tác của chúng ta và bản thân ngành cùng với các ngành có liên quan thì đã nghiên cứu rất kỹ và khẳng định là cái địa điểm Ninh Thuận là địa điểm phù hợp nhất cho cái việc phát triển điện hạt nhân của chúng ta. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin báo cáo Quốc hội là vấn đề điện hạt nhân thì rõ ràng là cấp có thẩm quyền mới có thể quyết định được. Nhưng ở giác độ ngành thì cũng đã tham mưu cho chính phủ và các đồng chí lãnh đạo cao cấp rằng thế giới hiện nay thì cũng đã phải quay lại để phát triển điện hạt nhân. Bởi lẽ những gì mà các quốc gia cam kết ở COP26 là phải phát triển năng lượng sạch, theo đó khai thác cái năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Thì để mà khai thác được cái nguồn năng lượng tái tạo này, nhất thiết phải có một cái điện linh hoạt, hay nói cách khác là điện nền ổn định. Mà điện nền thì chỉ có thể là điện than, nhiệt điện than hoặc là thủy điện. Nhưng mà nhiệt điện than thì đã không còn điều kiện để phát triển, thủy điện thì cũng hết dư địa phát triển. Vì vậy trong tương lai nếu chúng ta buộc phải thực hiện những gì mà cam kết ở COP26 thì chúng ta phải phát triển rất mạnh năng lượng tái tạo. Nhưng mà để phát triển năng lượng tái tạo thì phải có điện nền. Mà điện nền thì cái xu hướng tất yếu đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải tính đến cái điện hạt nhân. Thưa với Quốc hội là gần đây thì Hoa Kỳ và Đức là hai quốc gia 3 năm trước thì khởi động cái quá trình giảm cái điện hạt nhân. Nhưng mà đến bây giờ chính hai cái quốc gia này đang phải xây dựng cái lộ trình để phát triển mạnh hơn điện hạt nhân, làm cơ sở cho việc phát triển, khai thác và phát triển năng lượng tái tạo. Vì vậy chúng tôi kiên trì cái kiến nghị với chính phủ và chính phủ cũng đã báo cáo với Quốc hội là về cái quy hoạch địa điểm để phát triển điện hạt nhân ở khu vực Ninh Thuận thì chúng ta chưa nên xem xét đến, và để chờ đến khi nào mà cấp có thẩm quyền quyết định chúng ta tiếp tục hay là không tiếp tục thì chúng ta hãy tính. Bởi lẽ tôi nói lại lần nữa là cái địa điểm này đã được các đối tác của chúng ta nghiên cứu rất kỹ và họ đề xuất rằng không có địa điểm nào phù hợp hơn để phát triển điện hạt nhân tập trung ở đây. Xin cảm ơn.